trai cho anh Hội nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là đẹp trai của em là đẹp trai. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Đấy, mọi người vẫn hay nói câu là chúc chú sao em làm đẹp hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn cái chúc chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. Em nghe tiếng khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 2 giờ em gõ cửa, trên tay em cầm đủ nước hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bị miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Bắt đầu từ đấy em yêu nhau. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác mà, đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa. Năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, bọn em là chè, tức là chè Ngọc Thạch. Chè ăn đá đấy. Chè lạnh phải không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình vào dạ, đêm vâng. Son. Dạ, vâng. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em. Học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng. Đi thì lên đấy thì có gặp vợ em thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, và em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh Hội nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú thì mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là chúc chú sao em làm đẹp hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn á, chúc chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên em vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Thì dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy biểu lạ, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như này có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Nhưng mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em mới làm về, vợ em là lúc cơm dưới nhà, thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn, thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế, nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi có người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa, vợ em cảm thấy là mình ái láy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu, em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ.
Thì em cũng không biết làm cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy này, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu á, thì mình không thể nào mình trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy á, thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh ấy cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn rồi. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức rồi là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm nay là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Muốn xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? mà anh mới lại nói với em nói như cái vậy. Điều đó. Lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, lúc em khóc nhiều. Thực ra lúc khóc đấy, luôn. Em nghe từng khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa, trên tay em cầm đủ hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm người đang ngủ. Con đường từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là bạch lát chính ở đây này. Trong 4 năm ở với nhau bây giờ cũng đã có con rồi, có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này. Em phải tránh điện tử, tránh máy tính bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả. Anh kê cả một bộ máy tính dàn cây ở đấy, ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Vậy em nặng như vậy hả? Đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm. Nói chung là mỗi lần đi ra cửa là em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ. Mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về em tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng. Cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mới mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị. Em cứ bảo chị cứ lại sao mấy cái quần của mày có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy. Không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy. Đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt bốn phân cắt đó thì ăn thua gì không phải thì khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như con đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có gì đấy không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi vậy đó hả, dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa nãy mới bây giờ để hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc, rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm. Em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy tự nhiên thế nào vợ em lại lưỡi hứng, làm đùa trò. Là đùa trò xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được cứ thích không? Làm xấu hổ chứ. Anh thích đẹp không trai, nữa, còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ, hay phụ phịu, hay là dỗi, hay khóc nhè. Có hay giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé giỏi hơn. Trong còn gì nữa? Em thì ghen cách khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là thế đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tin có hôm bạn em nhắn tin vào chứ anh ơi sao lại anh lại chặn Facebook em. Ô xanh có biết thì ông dở ra một loạt chặn Facebook không hề biết là thế nào. Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em thì biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu.
Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen, bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ, ngủ ôm nhau ngủ. Nhắn tin gửi cho vợ anh, vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này này, hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích tưởng tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối đấy thế lạ lạ xong là ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sáu múi ra chị ạ. Body sáu múi ra bảo anh ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không ạ? Thích, đáng yêu. Thực ra là em biết là bạn ấy chơi rồi, cố tình em chọc cho vui. Xong là bắt đầu mới bảo chứ ai có phải anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em có cho hai cái thế là. Ui em tận cho hai cái luôn. Ôi giời ơi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em mới nói thật ra bảo em mới nói thật bảo đấy bạn anh nó trêu em thế thôi, biết em tin thì thế. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi, quản lý em bớt bớt đi một tí, lấy lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau thực sự. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính của bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng nói vội. Không nên nói. Anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao thì mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì... Tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi. Rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn. Em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai hay cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi ạ. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Thôi để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu á, thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc á, nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh á, hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh á, thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể á, thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời bố tới bố. Thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai, rất là mong bố bỏ qua cho bọn con. Và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên. Cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh Bài Hoa, qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè. Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi thì không phải chết. Chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Em tên là Lâm Hoàng Nam, em năm nay 31 tuổi. Em là nhân viên nhân sự. Vậy em làm về nhân sự? Dạ. Còn em? Em tên là Huỳnh Phạm Minh Trúc. Em năm nay 30 tuổi, em làm giáo viên. Chắc có lẽ là giảng bài nhiều quá nên giọng bị khàn tiếng phải không? Dạ không, bản chất nó vậy. Vậy là mỗi lần mà la mấy đứa nhỏ là cực lắm đó. Hai con đi ra. Một người về nhân sự, một người là giáo viên. Rồi gặp nhau ở đâu trời?
Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ở trường dù bị đại học. Rồi sao? Năm đó là em luyện khối B, còn ảnh thì cũng học chung trường luôn. Nam nam, lúc đó cái cô này nè có mũm mĩm tròn tròn như bây giờ không? Lúc đó thì chúng em giống như là gọi là số 10. Lúc đó em có 47kg thôi. Nên em đi chung cổ thì nhiều người nói sao tụi bay giống như số 10 quá, nó bù trừng mà tốt. Ủa là bé mũm mĩm từ lúc đó luôn hả? Đúng. Như vậy là cái ấn tượng ban đầu của em dành cho cô này chắc có lẽ là nhìn rất là mũm mĩm, rất là dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà thật sự là cái tông của em ghét lắm. Cái tông tông gì, tông giọng? Tại không phải là em thì ốm mà còn cao, mặt cận. Cổ thì lùn mà mập. Thì em không thích lùn mập, cổ thì ghét em mà ốm cao. Ờ à, tức là hai người này là cái gu là hoàn toàn là không có ưa nhau. Dạ đúng rồi. Anh không phải là cái mẫu người của em thích. Tại vì em nghĩ mình tròn gì mà dạ thòn gì nữa rồi. Hai người sao? Nên ấn tượng đầu tiên của em đối với ảnh á, không được không được. Thấy cái người này là cái mẫu người mình ghét rồi. Không được không được rồi. Ở bên này chắc cũng không được không được rồi. Rồi thì hai người không được được rồi sao? Sáp lại nhau. Quen nhau thì cũng rất là tình cờ, thì trong cái thời điểm mà đi học đó thì em đang thất tình, mà cổ thì ngây thơ lắm. Nói anh đang thất tình à, cổ thì nói thất tình như là nghĩa là sao anh? Thất tình thất là bảy, tình là tình yêu là anh có bảy mối tình. Cổ nghe vậy cổ hết hồn, trời anh sao anh yêu nhiều quá vậy? Không hiểu thất tình luôn á hả? Nói em tin là thiệt luôn á hả? Không, em biết là anh đùa thôi. Nhưng mà nói gì cho anh vui vậy mà. Nói trọng vui à. Thì tới ngày 8 tháng 3 thì em mới tặng cho mấy bạn ai cũng có một món quà hết. Cổ thì cũng có một món quà, nhưng mà trong thiệp chúc thì em có thêm một câu là Trúc có muốn làm bạn gái của Nam không? Và khi mà em nhận được cái lời đó thì em cũng đùa lại. Em nói ủa tôi gái hay tôi bạn gái chứ không lẽ tôi bạn trai. Trời cũng xéo sắc dữ. Tức là cũng ghi thiệp lại hay là nhắn tin. Dạ đúng rồi. Thư. Rồi lúc bữa đó em nhận cái thư đó rồi em suy nghĩ sao? Em cũng viết trả lời lại thì mình quen làm bạn đi chứ mình có gì đâu. Thì sau một thời gian thì cổ thi đại học xong cổ về quê, em thì cũng ở đây em cũng bắt vô âm tính luôn. Thì mình nghĩ là lúc đó chắc mình hết rồi, hết duyên hết nợ rồi. Nhưng mà trời xui đất khiến thì sau một năm thất lạc như vậy thì em đi xuống dưới tới tận nơi nhà cổ, mà thật sự tìm nhà cổ dưới quê khó lắm. Ở đâu? Ở đâu? Ở Long An à. Mà Long An thì nó tới rất là nhiều huyện, nhiều xã. Em chỉ có nhờ cái số điện thoại bàn từ đó em truy ra. Em bất ngờ không? Ủa sao năm rồi không gặp nhau tự nhiên giờ xuất hiện vậy trời? Cái em mới nghĩ dạ anh này cũng thiệt tình. Quen nhau từ lúc đó yêu bao lâu? Dạ tụi em có thời gian quen nhau là 7 năm. 7 năm trời rồi mới cưới nhau. Dạ chắc chắn là không có gì khó khăn đối với Nam nữa, chắc có lẽ là xin cưới là chấp nhận liền. Không nữa. Cái khỏi cưới còn vất vả hơn nữa. Vất vả hơn nữa. Cái ngày 24 tháng 12 á là có chở cổ qua ăn, cái thì ba mẹ hỏi giờ con chịu cưới không, cổ nói thôi con cưới đâu, con đi còn đi học con cưới đâu, cổ nhất quyết không cưới. Tuần sau là ngay tết tây ba nói thôi giờ kệ nó nói là chuyện của nó, còn mình người lớn thì như thế nào thì đi xuống dưới. Thì má vợ nói thôi cưới gì anh ơi, tụi nó còn nhỏ mà, tụi nó còn đi học mà cưới gì. 2 tiếng đồng hồ thuyết phục nó nói thôi giờ nếu mà cưới á ba má chồng cũng tạo điều kiện cho học. Nó hỏi vậy lỡ có bầu sao ba má? Nói con có bầu á má đi học giùm con. Trời ơi. Má chồng phải không? Dạ má chồng thì không. Lúc đó thì em ra trường rồi. Nhưng mà do là em vừa đi làm vừa đi học văn bằng 2 nên em sợ là thí dụ như mình có gia đình rồi mình lại có con, lúc đó là mình không có đi học được. Chỉ sợ cái vấn đề đó thôi. Thì lúc đó nghe má chồng với ba chồng nói vậy cũng mừng. Thôi vậy thôi đồng ý luôn cho rồi. Đám cưới luôn. Dạ đúng. Ủa, rồi má chồng có đi học giùm cho em? Dạ có. Trời ơi. Dễ thương vậy. Kể chuyện như má chồng. Trong lớp ai cũng ngạc nhiên đó. Tự nhiên vô cái bà già khằng ra ở đâu học. Mà không học, nguyên đó không ai dám nói chuyện hết á. Tới cái học kỳ đó thì vô tình cái bà cô văn mới, bà nói ủa chị học gì hiểu không? Thì má nói học á thì được mà hiểu không hiểu. Ủa sao kỳ vậy? Nó trời ơi hồi đó giờ tôi học ra trường tôi anh văn tôi đâu có sử dụng đâu, vô đây tôi nghe toàn tiếng Anh không à, tôi nhức đầu á. Rồi bây giờ hỏi tới cái này mới hay. Tại sao khi lấy nhau về thì có phát hiện bất ngờ về ông chồng? Bất ngờ vô cùng anh. Thứ nhất là mê game với là chuyện kiếm hiệp. Tại hồi lúc hỏi anh không phải đâu phải mình mê đâu, hỏi đang công thành quýnh anh ơi phải sửa cho con cái phần đó mới hay đó, bỏ thành đi phải sửa. Anh ơi tôi đích cho con. Trời ơi mình đang đánh say mê vậy mà kêu bỏ sao được bỏ. Không gì phải đánh vô cái phần là chat á. Xin lỗi đã tôi trước tôi đi rửa đích cho con rồi lên công thành tiếp nghe. Còn vợ em phát hiện bất ngờ của em thì vợ em là cái gì? Bà xã em mới được một cái rất là được, dùng từ được là cái gì có món mới là có nhà cho ăn hết. Ồ vậy là có khiếu về về ẩm thực đúng nhưng không? Mà đó là nguy hiểm lắm. Ủa sao anh nghe cháo chè? Cháo chè à, có nghĩa là cháo mà để đường nhiều phải không? Nó cũng tương tự bún mọc mà ăn vô là thấy đường không chứ không thấy bún. Không phải, theo anh nghĩ là dân miền Tây á nấu ăn hơi ngọt, tại anh miền Tây anh biết đó. Nhưng mà ngọt mà như chè là khủng khiếp đó mà ngon. Anh thêm muối vô cho nó mặn thêm thì là
Rồi chứ không đến nỗi như chè đó. Có nghĩa là cái nghĩa là sao? Có nghĩa là thích nấu. Bên nhà ba má chồng với là chồng là thử làm chục bạch thí nghiệm. Mà thậm chí có những cái món mà mình hồi đó giờ mình chưa ăn bao giờ cũng đem ra. Thôi bây giờ vậy đi, cho từ thang điểm từ điểm 1 tới điểm 10 đó, em chấm điểm cho vợ em nấu ăn là điểm mấy? Cho 5 điểm. 50-50. À, nghe trung bình đúng không? Cũng ăn được. Dạ, thì em hỏi vợ mỗi lần nấu ăn xong hỏi anh ăn được không? Được. Sao không khen, không khen ngon mà khen được không? Được chứ ngon khác nha. Mà 10 lần khen vậy là không chịu. Ê, thường được này mất kia. Dù nấu ăn thì điểm ngon cái kia mấy điểm. Mấy kia là gì? Không nói. Anh phải ví dụ minh họa. Ví dụ như chị Quang sinh động đi. Cái chuyện mà con nó ngủ xong rồi mình làm gì đó. Thường này mất kia. Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? Anh hỏi này khó trả lời. Không có mắc cỡ, không có trả lời với mình. Thôi giờ em cứ ví vong cho thăng điểm. Cho thăng điểm đi. Đúng là từ 1 đến 10. Anh không hiểu sao hiểu. Khá giỏi đi. Tức có nghĩa là trên 8.5. Thôi vậy được rồi. Được này mất kia. Rồi bây giờ cuộc sống của hai bạn á thì là viên mãn chưa? Có hài lòng về nhau chưa? Hay là có muốn cái sự thay đổi gì để cho nó hoàn thiện hơn không? Đối với em thì bà xã cũng còn, thứ nhất là cái tính bướng, thứ hai là hay lo chuyện bao đồng. Đó là cái muốn thay đổi hả? Dạ. Rồi cái gì nữa không? Suy nghĩ trước thì làm. Đặt mình vào cái vị trí của người khác đó. Rồi nhớ nha, nhớ nha. Còn em siêng hơn chút. Bộ em lười lắm hay sao mà giờ em phải ước là em siêng năng rồi. Nó thật sự là lười thì không phải lười, mà khi mà mình siêng mình tập trung, mà mình tập trung cái gì á thì mình không còn biết gì hết á, không biết trời trăng mây đất gì á, thì cổ thì không chịu cái đó. Siêng dọn dẹp đi, dọn là dọn sạch hết. Cổ thì ý của em để lại, ý của con để lại, thì hỏi mà muốn siêng sao mà siêng được. Mà mình khi mà mình dọn thì như biết rồi, sạch hết rồi. Chị thấy gì nè, em có cái bạn ngày hôm nay em đề nghị anh ơi làm giùm em cái này, gạch đầu hàng rõ ràng vậy thôi đúng không, chứ đừng có vô một cái chữ là anh ơi siêng đi, mà anh ơi làm giùm em này đó, là em dựa vô cái đó em làm. Đúng không? Chỉ có nhiêu đó thôi. Còn vợ thì bất cứ gì cũng vậy, mình đặt mình vào người khác, xong rồi mình quyết định mình có hành động cái điều đó hay không. Đó thì như vậy thì cái cuộc sống của tụi em nó sẽ dung hòa, mà sẽ yêu thương nhau hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Số năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. Ừ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có khi nào có là có một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Nhưng mà chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá lai ấn vậy được không? Ơ sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Sô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các đó. Loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có dạ. Gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh nè chị. Lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là được, cũng là năm mấy rồi? Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Dạ. Đó. Năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con dạ. Có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới dạ. Nhau được 1 năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ. Dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Trời ơi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, chị cũng vậy đó. Vậy nghĩ là bé đầu là bé dạ, bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Dạ. Đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không?
Dạ, à, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi. Nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát à, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á. Tức là bấm nút thích rất là nhiều. Nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa. Và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào. Vào rồi lại kết bạn lại rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ. Con có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành không? Không, con không nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên là cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong... Con nghĩ là sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu. Sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu. Cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi. Dạ bà. Con lớn đúng không tuổi. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần. Tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3. Rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh. Mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm. Xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ. Thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app mình cũng sợ, tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn, mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương. Lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái rồi. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con không có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mòi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tay cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ,
Đã ít nói, bạn này run là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau. Đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Bên này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong quá. Độ. Đúng. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại vì tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á, tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình, với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ cho bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ, tại vì hả nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình chịu gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ dạ. Gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì đúng không? Dạ. Rồi xong rồi nhưng mà rồi con thì sao đó, sau khi con về đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp, mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Dạ. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra dạ. Khúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này dạ. Là có mối mà mối dạ. Ngon nữa. Cái rồi xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á. Tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ này tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Sao cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai thì xin mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên, anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa. Nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. là bố mời bố con hay là bố dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến đi cũng rất là vui. Đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Nhưng bố thì sao? Bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui. Tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở. Và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói. Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa.
Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Ở đó trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát khỏi chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu cướp răng nha. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ, con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen á, cứ hung hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái con quen liền. Quen liền. Đúng. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi lúc trong lúc nó không phải lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không, cái con nói được sao không thử đi anh uống vài. À bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường, lần này cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Tình. Đúng không chú? Say bia. Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ cứ mới nói em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em nuốt hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mai đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30/4. Dạ thì sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân huyền đúng không? Dạ hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó, sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn, xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó ý là vậy. Nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không? Ngoài tuổi tác. Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai
kiểu như là không không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ kiểu vậy. Ờ rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu nhưng mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là hả, chia cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi đằng nào cũng vậy, thôi giờ mình, anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm, thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi, thì thôi mình thả luôn. Là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn, thả con luôn. Dạ rồi, đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn, là biết trước luôn đó. Dạ là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có, sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính đó. Nhưng mà cái thời điểm bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi, hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á, cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá, đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi 1 tiếng thôi nha em, đúng 1 tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vào nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man, cái bà đập cửa đúng hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước thì không, trả tiền trước đúng giờ phải đi về thôi, để người ta còn tiếp khách khác rồi, đúng giờ là lên đường cái xong đi. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại, con tính toán lại, dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi, bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng, lý do chính đáng rồi. Ôm rụng trứng rớt bẹp. Rồi trời ơi, chồng này vui quá. Ừ thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á, thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm bụng lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này, là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nên nãy vợ con có quốc chồng hộp cơm mà. Chồng giờ nó lên bởi vì nó mới vui đó chị, mới vui đó chứ không mà cái giờ nó vui quá trời. Chồng này giờ nó bạo lắm á, không có nổi rồi. Xấu tính đói nè, hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì, cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là anh không hài lòng gì thì anh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái mặt, tính của vợ trước mặt. Dạ. Người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo, nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ bà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái con bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái con bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái con bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy.
Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tán con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á, nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. Hay. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ. Con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi, cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi giống như kiểu hơi kỹ xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết, tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti, không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Yeah. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Yeah. Đúng không? Yeah. Là bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Yeah. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Dạ. Yeah. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ. Yeah. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con, kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, anh lấy tay anh che, nhiều cái là anh làm âm thầm lắm, anh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Mà cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình. Nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi. Vợ chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Dạ. Một cái hành động rất là cụ thể. Dạ. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi, ok, tiếp chị Vân. Ủa? Nó mới nhắn micro chị Vân.
nó đi nó suột lại cái đó đó. Nãy giờ 100 cặp á. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi, thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ, tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Thì dễ lắm, trước khi con ngủ con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá, thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa, đúng không con? Đúng, không bao giờ suy diễn mà nó ở đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có, mà đã có. Gửi chị Vân quá tuyệt vời nghe. Dạ con cảm ơn. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Và bé này là sinh năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương.